Đây là khu vực trưng bày những cây hoa, những cây bonsai mini tại triển lãm sinh vật cảnh Hà Nội. Đây là hai bạn sinh viên. Các bạn học trường nào nhỉ? Chúng cháu học trường Kinh tế Quốc dân ạ. À rồi, hai bạn cũng rất là yêu cây, những cây hoa và cây cảnh nghệ thuật. Cây hoa này chắc là các bạn biết chứ. Cây này. Đây giống vừa cây, cây đây, cây này này. Cây vừa là cây hoa vừa là cây bonsai này. Cái biết cây này không? À, cây này thì là cây cây gì hồi xưa trồng nhiều. Nhớ ra chưa? Vẫn chưa nhớ ra. Cháu vẫn chưa nhớ ra. Để nhớ sau nhé. Vẫn đang muốn hỏi các bạn cây này này. Đây là cây hoa giấy tím này. Hoa giấy tím. Tại vì nhìn cái thân cây nó bự quá nên là không thể nhận ra được. Thường thường là cây giấy các bạn nghĩ là cây nó leo đúng không? Cái này thấy kích thước lớn, cứ nghĩ không phải là cây hoa đó. Thực ra đây là một cây hoa này. Người ta trồng lâu năm thì được cái thân nó lớn như này. Bình thường cháu chỉ thấy nó neo ở các giàn thôi ấy. Phần lớn hoa giấy nó thân nó nhỏ, nó leo ở thành giàn đấy. Còn đây là cây hoa mẫu đơn này. Nhớ ra chưa? Mẫu đơn này. Đây có loại hoa nữa này. Đây cũng là loại hoa nhưng mà người ta trồng lâu năm mới tạo thành một cây bonsai. Biết được cái hoa gì đấy chưa? Nhìn lá một chút gì. Lá nó nhận ra chưa? Có khi gặp rồi nhưng lại quên đúng không? Đây là hoa tường vi này. Hoa tường vi nở hoa rất là đẹp. Hoa nó mới hơi màu hồng. Hoa này chắc là quá quen rồi đúng không? Cái này thì chắc không phải giới thiệu. Hồng nhưng mà cái màu sắc của nó rất là đa dạng ạ. Ở bên kia có một cái bông hoa mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy màu sắc màu vàng và màu đỏ hồng. À nó có, đúng rồi, có khi là rất là lạ nhỉ. Cái cánh thì vàng, cánh thì đỏ đúng không? Vâng. Rồi. Lần đầu tiên thấy mix màu như thế. Lúc đầu cháu nghĩ là không biết là có phải là hoa thật. Ừ, cái đấy không, cây hơi lạ đúng không? Vâng. Rồi ra xem lại cái đấy xem nào. Cái này cũng hơi lạ đấy. Ví dụ mà trên một cây mà có hai loại hoa thì là bình thường. Vâng. Bởi vì người ta ghép đúng không? Nhưng mà trên một bông hoa mà lại có hai màu khác nhau này cũng hơi lạ. Nãy cháu ra xem ra có phải là nhuộm màu không? Không, nhưng mà một cái kiểu như hoa 9 giờ 8 giờ ấy, nếu mà trồng gần nhau ấy nó cũng có màu kiểu như thế mà. Ví dụ trên một cây mà có hoa trắng này, hoa đỏ này thì người ta ghép cành thì cái bình thường nhỉ? Ai đang nhiều người ta làm được. Đây, đi thẳng ra cái lối kia. Cái này của cháu có biết cái gì không? Cái xanh gì? Hả? Cái xanh nữa. Cái xanh. Ừ, xanh đấy. Thế cũng có biết đấy chứ. Cái này xanh là khác si. Ờ, cái này thì nhiều người biết. Si thì nó láo to hơn. Rồi, xanh si nó cũng gần giống nhau. Giống nhau. Con em có thích con xanh? Em không hiểu biết gì em. Nhìn tươi đẹp. Giống cây cảnh, giống cây đẹp. Hai bạn sinh viên cũng có hiểu biết đôi chút về cây cảnh nghệ thuật, cũng phân biệt được xanh với si. Đây là tùng này, tùng này gọi là tùng cối này, còn cái loại tùng nữa nó gần gần giống tùng cối này là gọi là tùng tuyết, thì ở trên cái ngọn nó trắng hơn, nó màu trắng bạc nó gọi là tùng tuyết. Tùng cũng có nhiều loại, tùng cối đấy. Cho chị biết một loại tùng nó cao cao. Còn loại nữa là tùng La Hán thì đây chưa nhìn thấy. Đây những cây này này. Cây là kim rồi.
Cái này là cây táo đỏ này. Cái này cũng lạ này. Cái này ít gặp ở triển lãm. Táo đỏ. Đã nhận thấy cây này chưa? Cái này là vọng cách. Cái này thấy chủ nhân đề là vọng cách này. Lá sung thì thường nó to hơn. Nhìn nhỏ. Cái gì đây là cây xanh này. Cây xanh làm sao mà trồng nó lại bé như thế này được? Cây xanh thì người trồng người ta khống chế nó, người ta cắt tỉa nhiều lần thì nó nhỏ. Cây này là cây xanh dáng làng này. Các bạn hiểu vì sao người ta gọi là cây dáng làng không? Tức là cây này là gần giống những cây năm học ở đầu làng ấy. Cái bông tán của nó xòe rộng đấy. Ở đầu làng có những cây nó bông tán nó xòe rộng thì phần lớn những cây có bông tán xòe rộng người gọi chung một cái tên, đặt tên chung một cây dáng làng, là cây mọc ở đầu làng. Có bông tán xòe rộng dân làng mình đi làm về là có cái chỗ ngồi để nghỉ ngơi hóng mát. Làng cổ xưa thì bây giờ làng bây giờ cũng ít có như thế. Những cây cảnh có kiểu dáng như thế này hoặc là tương tự thì người ta gọi là cây dáng làng. Tùng cối này. Cái này là cây phi lao. Cái này là mai chiếu thủy. Cái này là hoa của nó rất là mùi thơm này. Mùi thơm bay rất là xa. Nếu mà cái tầm nở rộ hoa đứng vài mét người thơm ngát luôn. Các bạn có biết vì sao người ta gọi là mai chiếu thủy không? Thủy là nước, để nước đúng không? Tức là cái hoa của nó nở nó chúc xuống này. Nó chúc xuống mặt nước thì gọi là chiếu thủy. Đây cái này nó cũng thông thường là trồng ở bên bờ. Thực ra cây này người ta cũng không trồng ở ven hồ đâu. Ven hồ là chỉ cây sung này, cây liễu đó. Nhưng mà do cái đặc tính của bông hoa nó chúc xuống thì nên người ta gọi là mai chiếu thủy thôi. Vậy thì gọi là mai chiếu địa là được. Nghe không có lý. Tại sao người ta không gọi là chiếu địa mà là chiếu thủy đúng không? Chiếu địa đó, nghe nó không hay. Đây cũng cây mai chiếu thủy nữa này. Đấy, cái đây đẹp này. Đây, mai chiếu thủy này. Cái này mùi thơm lắm. Buổi tối của nó mùi rất là thơm. Cái này kiểu dáng họ làm đẹp. Cái này đẹp đấy. Cái này hai bạn đứng vào đây chụp một kiểu làm nền đi. Đứng vào đây. Đứng sát vào, đứng sát hẳn đây. Đứng lên trên một chút. Rồi. Ok, nhìn thẳng vào máy nhé. Ok, xong rồi. Cảm ơn hai bạn. Đây có tùng cối này. Tùng cối này, mai chiếu thủy này, bên kia này. Có thể là cây kia là các bạn thích sao? Đây này.
Cái dáng này chắc là nhiều phụ nữ thích đúng không? Dáng này gọi là dáng gì vậy? Bình dương dân. Nếu như dáng này người ta gọi là dáng gì? Cây này là cây dáng. Cây hoa giấy. Cái này của họ đẹp này, cái này phúc kiến, phúc kiến hoa của Nghi Tì này. Xanh này, đây là cái xanh này. Biết vì sao họ lại bật trụi hết lá này. Tức là khi người ta mất tạo hình như cây ấy, người ta bật, một số người ta bật trụi lá để người ta chơi cốt ra là dễ tạo hình như cây. Hay nữa là bật nhiều lần thì cái lá nó nhỏ đẹp. Thường cái cây ở trong chậu người ta sẽ không muốn cho nó lớn nữa, bởi vì kích thước và hình dáng của nó đã chuẩn rồi. Người ta muốn giữ khống chế cái kiểu dáng và kích thước đó, người ta không muốn cho nó lớn nữa. Bạn sinh viên trường kinh tế quốc dân cũng là đi làm sinh viên tình nguyện, cũng là tình cờ gặp hai bạn đây, xin cảm ơn hai bạn đã tham gia video nhé.